Chào mọi người, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam. Chắc hẳn phiên giao dịch ngày 5 tháng 4 vừa rồi đã mang tới cho mọi người một cái sự hoang mang cũng như là một cái áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng mà chúng ta thường nói là trong nguy có cơ, thì vì vậy trong video ngày hôm nay như tiêu đề em có đề cập ra thì em sẽ muốn giới thiệu cho mọi người một trong những cổ phiếu mà em kỳ vọng rằng có thể sẽ là siêu cổ trong năm 2024 này. Một cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, đó chính là Nam Long. Thì trước khi bước vào nội dung chính của video ngày hôm nay, mọi người đang xem video thấy hay và hữu ích, đừng quên để lại cho kênh Ichimoku Việt Nam một subscribe cũng như là cho video của em một like. Có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người hãy đừng ngần ngại mà để lại phần comment cũng như là liên hệ trực tiếp với em số điện thoại bên dưới để em có thể tư vấn và đồng hành cùng mọi người trong khoảng thời gian sắp tới. Rồi, thì hôm nay cũng là thứ bảy, thì chúc mọi người hai ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân, và chúng ta sẽ sẵn sàng cho một tuần giao dịch mới thật là bình tĩnh và cũng như là có những cái hành động thật là đúng đắn nhé. Rồi, thì ở phần đầu tiên như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau tổng quan qua thị trường. Thì thị trường riêng phiên ngày 5 tháng 4 vừa rồi là một phiên giảm 13 điểm. Đây là một phiên chúng ta có thể nói là một phiên up bull của thị trường khi đâu đó là 2:18, 2:19 và có thể nói là 2:20. Chúng ta thấy được một cái nhịp mà có thể nói là up bull rất lớn của thị trường từ 1262, 1265 xuống tới tận vùng hiện tại là 1254. Nó làm cho chỉ số VN Index của chúng ta kết nến một cây nến tuần ấy. Nó rất là xấu và dường như là bao phủ toàn bộ hai tuần trước đó. Thì ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ thiên hướng với một vấn đề là thị trường không phải là một cú rũ, mà nó sẽ thiên hướng là về một cú điều chỉnh để chia lại một cái ván bài mới là thích hợp hơn. Nhìn về độ động thị trường trong ngày hôm nay, mọi người có thể thấy rằng là phiên ngày 5 tháng 4 vừa rồi là một phiên mà chúng ta thấy một cái sự áp đảo rất lớn giữa số mã giảm so với số mã tăng, 381 mã giảm so với 116 mã tăng. Và tác động tới index, chúng ta thấy rằng hầu hết các cổ phiếu tác động tới index ngày hôm nay không chỉ là bộ tứ nhóm trụ của ngân hàng, mà bên cạnh đó là còn tất cả các cổ phiếu khác như là GVR hay như là Masan này, thậm chí là cả các cổ phiếu khác như là Vin thì cũng đều đã có một cái áp lực rất lớn cho thị trường chung. Vì vậy thì ở thời điểm hiện tại có thể nói rằng là cái dòng tiền của chúng ta đang không có còn quá quyết liệt cũng là quá mạnh mẽ để nâng đỡ thị trường chung nhiều hơn nữa. Các khả năng mà thị trường có thể điều chỉnh là vẫn sẽ còn và thậm chí là còn rất lớn. Nhưng mà bên cạnh đó ấy, thì trong mặt ngắn hạn thì mọi người sẽ có thể là gặp và cũng như là chứng kiến được những pha hồi phục lên một cách là tốt hơn của thị trường chung trong các phiên sắp tới, nhất là phiên thứ hai khi mà nhóm ngân hàng dường như đã chạm cái vùng hỗ trợ của mình rồi về mặt ngắn hạn. Vậy thì chúng ta có quyền là kiên nhẫn và cũng như là chờ đợi vào phiên thứ hai tuần sau để chúng ta có thể thấy được một cái nhịp hồi phục một cách tốt hơn để chúng ta bắt đầu một nhịp cơ cấu mới của mình. Rồi, thì sang phần thứ hai chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cổ phiếu Nam Long. Thì mọi người đang cần một người tư vấn cũng như là cần một người hỗ trợ hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với một số thoại bên dưới cũng như là tham khảo room Zalo cộng đồng ở phía bên phải góc màn hình. Thì mọi người yêu quý có thể đồng hành cùng em với ID VPS là BGC0 để em có thể hỗ trợ cũng như là tư vấn mọi người một cách sát sao và kỹ càng hơn. Rồi, thì với cổ phiếu Nam Long ấy, nếu mà mọi người nhìn ra một cái nền tích lũy lớn của nó thì nó đã tích lũy từ tháng 7 năm 2023 rồi. Thì đây là một cái nền tích lũy em đánh giá là một cái nền tích lũy lớn của cổ phiếu Nam Long. Và sau nhịp bứt phá nền tích lũy này thì thực chất phiên ngày 4 tháng 3 là một phiên bứt phá với một cái cây thanh khoản rất cao cùng với là một nhịp tăng rất là mạnh mẽ. Thì đây là một cái nhịp bứt phá uy tín và mang lại cho cổ phiếu Nam Long một cái động lực tăng rất lớn. Bên cạnh đó, nếu mà nhìn vào nhóm ngành bất động sản dường như là nhóm ngành đang khỏe nhất trong khoảng thời gian vừa rồi và cũng là nhóm ngành đã vừa bước vào sóng mà thôi. Hầu hết tất cả các cổ phiếu nhóm bất động sản ấy, tuy ở thời điểm hiện tại nó sẽ có một cái sự phân hóa rõ ràng hơn, nhưng mà hầu như tất cả các cổ phiếu nhóm bất động sản đều chưa vi phạm. Vì thế, Nam Long là một cổ phiếu vẫn đang còn một cái sự hỗ trợ rất tốt, không chỉ là về bản thân doanh nghiệp của nó, mà chính là về các cơn sóng ngành hiện tại. Vậy thì với cổ phiếu Nam Long, chúng ta sẽ nhìn trong khoảng thời gian gần đây nhé. Sau một nhịp break ấy, thì thị trường chung của chúng ta bước vào một cái giai đoạn rất là khó khăn, thì cũng theo đó, cổ phiếu Nam Long tuy có một cái nhịp tăng trưởng và tạo nền tương đối tốt, nhưng mà mô hình chung ấy, cái áp lực của thị trường chung là vẫn còn, vì thế thì Nam Long chưa thể bứt phá được. Trong 3 phiên gần nhất thì cổ phiếu Nam Long đã có một nhịp mong muốn là bứt phá rồi nhưng mà chưa thành công, và phiên hôm thứ 6 vừa rồi là một phiên giảm điểm tương đối lớn, nhưng cổ phiếu Nam Long vẫn chưa mất đi khỏi vùng hỗ trợ của mình và cũng như là chưa mất đi khỏi cái vùng trendline ngắn hạn. Đấy.
Thì ở thời điểm hiện tại, hỗ trợ của Nam Long là rất tốt, từ vùng giá là 43.5 cho tới là vùng giá là 41. Đây sẽ là một vùng hỗ trợ em đánh giá là có thể duy trì cho cổ phiếu Nam Long một cách rất là bền vững và mạnh mẽ. Bởi vì mô hình chung ấy, đây không chỉ là vùng hợp lưu và vùng hỗ trợ của giao găm 65 cũng như là của nền tích lũy ngắn hạn của cổ phiếu Nam Long, mà trong khoảng thời gian sắp tới, cổ phiếu Nam Long cũng sẽ gặp được một cái vùng mây tương đối lớn để nâng đỡ cổ phiếu này đi lên. Chỉ cần cổ phiếu Nam Long duy trì được qua phiên ngày 17 tháng 4 thì mọi thứ cổ phiếu Nam Long dường như là sẽ có một cái nhịp tăng trưởng rất tốt trong các phiên sau đó. Bên cạnh đó, cổ phiếu Nam Long nếu mà về vùng đâu đó là 41.5, 41 sẽ là một vùng tiệm cận với cái nền tích lũy lớn của nó trước đó rồi. Vậy thì mô hình chung cái vùng này sẽ là một cái vùng em đánh giá là sẽ có cái dòng tiền tham gia vào nâng đỡ là rất tốt. Bởi vì mô hình đây vẫn là cái nhóm ngành mà khỏe hơn so với thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Vì thế thì mọi người hoàn toàn có thể kỳ vọng được. Cái target của Nam Long về mặt dài hạn ấy thì chúng ta sẽ target rất xa. Trước mắt em sẽ hướng về lại vùng đỉnh cũ, vùng giá 60. Thì đây là vùng target mà chúng ta có thể kỳ vọng được với cổ phiếu Nam Long về mặt chung và dài hạn, ít nhất là cho tới hết năm 2024 này, khi mà nhóm ngành bất động sản đang có một cái sự tiến triển và phục hồi rất tốt. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ quản trị rủi ro với Nam Long vào khoảng thời điểm nào? Ở thời điểm hiện tại, khi mà thị trường của chúng ta đang có một cái nhịp rung lắc rất lớn, thì có khả năng rất cao là cổ phiếu Nam Long vẫn sẽ có một cái nhịp chiết khấu về đâu đó như em nói, vùng giá 41 cho tới vùng giá 42. Thì để mà nói chúng ta quản trị rủi ro với cổ phiếu Nam Long ấy, ở thời điểm hiện tại thực sự chúng ta chỉ phải quản trị rủi ro khi nó về lại cái nền tích lũy cũ trước đó. Đây là khi nó chính thức vi phạm vùng giá là 39.6, 39.5. Vì thế thì đây tuy là một mức là chặn lỗ cũng như là cắt lỗ khá xa, nhưng mà cá nhân em đánh giá rằng là đây vẫn là một cái điều đầu tư rất hơi và đáng để đầu tư trong khoảng thời gian sắp tới. Thì vì thế cách đi vốn của mọi người thời điểm hiện tại, cá nhân em cho rằng là mọi người có thể chờ đợi, thậm chí là nếu mọi người không thể chờ đợi được thì cân nhắc cái việc mà chúng ta nên là rải tiền ra gom dần khi mà cổ phiếu Nam Long về giá 43, chúng ta gom một phần về giá là 42, quanh 42 gom thêm một phần nữa, và khi nào cổ phiếu Nam Long đạt về vùng giá là 41.5 chúng ta gom thêm phần cuối cùng, để sau đó chúng ta sẽ kỳ vọng là cổ phiếu Nam Long có một cái nhịp đi lên một cách thanh thoát hơn trong khoảng thời gian về sau. Thì đó là nhận định của em và cũng như là góc nhìn của em với cổ phiếu Nam Long. Về vấn đề thị trường chung ấy thì chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn trong buổi live stream vào ngày hôm nay, đâu đó là vào 1 giờ chiều hôm nay, thì hẹn gặp lại mọi người trong buổi live stream chiều nay để chúng ta cùng nhau trao đổi và bàn luận nhiều hơn về thị trường chung cũng như đâu sẽ là cách xử lý tài khoản một cách là hợp lý và mượt mà nhất. Thì chúc mọi người 2 ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại mọi người trong các video và cũng như các video sắp tới.